Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trong chương 1097 được ra mắt vào tuần trước, người hâm mộ đã chứng kiến sự thành lập của quân đội cách mạng và chắc chắn chương 1098 cũng sẽ tập trung vào đoạn hồi tưởng này. Trước đây, chúng ta đã chứng kiến cách mà Dragon và Ivankov tấn công vương quốc Sorbet và tại đó lật đổ vị vua tàn ác. Trong cuộc tấn công này, họ giải thoát được những người bị giam giữ và trong đó có cả Kuma và Ginny. Vì Kuma đã là một người rất ngưỡng mộ Dragon nên Kuma và Ginny đã gia nhập quân đội cách mạng, đồng thời trở thành trụ cột cho tổ chức. Kuma trở thành trụ cột thứ ba của quân đội, còn Ginny trở thành tư lệnh quân đội phía đông của quân đội cách mạng, một vị trí sau này được trao cho Beloberi. Trong chương trước, chúng ta cuối cùng đã thấy được quân đội cách mạng mở rộng hoạt động của họ và rõ ràng Dragon đang lãnh đạo một cuộc cách mạng rất bài bản. Trong cốt truyện có khá nhiều bi kịch thường xuất hiện trong các đoạn hồi tưởng. Quá khứ của Kuma đã là một trong những câu chuyện hậu trường đau lòng nhất trong toàn bộ câu chuyện. Từ cái chết của cha mẹ cho đến địa ngục mà anh ta phải trải qua ở thung lũng chúa, Kuma đã phải chịu vô số đau khổ trong suốt cuộc đời. Sau khi rời khỏi God Valley, cả Kuma và Ginny cùng gia nhập quân đội cách mạng. Ginny luôn nhất quyết muốn cưới anh, nhưng Kuma thì vẫn bị trói buộc bởi quá khứ và số phận của cha mẹ mình nên luôn từ chối cô. Bộ truyện vẫn đang tiếp tục đoạn hồi tưởng của Kuma và chúng ta có thể tìm hiểu lý do anh ấy trở thành một Pacifista. Tuy ngay bây giờ, những tiết lộ mới nhất về spoil của Chap 1098 đã xác nhận một trong những cái chết bi thảm nhất trong truyện. Bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin mới nhất trong chương 1098 nhé. Chương này có tựa đề Bọn này ra đời. Theo những tiết lộ ngắn gọn được chia sẻ bởi người tiết lộ uy tín thì Ginny sẽ là người bị chết trong chương này. Chương trước thì chúng ta đã biết có một kẻ thù bất ngờ bắt cóc cô và chúng ta đều nghĩ rằng có thể là một thế lực hải quân như đô đốc đã hành động. Nhưng theo thông tin của Chap 1098 xác nhận rằng cô đã bị Thiên Long Nhân bắt cóc và chúng ép cô làm vợ của một tên Thiên Long Nhân. Thời gian 2 năm sau thì chúng đã vứt bỏ Ginny bởi vì cô đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Biết mình không qua khỏi, trước khi chết, Ginny đã cố gắng liên lạc được với Kuma. Trong lúc họ nói chuyện, Kuma đã xác định vị trí của cô và dịch chuyển tới đó, nhưng cô ta đã chết trước khi anh đến được chỗ cô ấy. Tuy nhiên, Kuma nhìn thấy bé Bonney trên tay cũng mắc bệnh tương tự. Hóa ra Bonney là con của Thiên Long Nhân và Kuma nuôi Bonney như con đẻ của mình, nhưng anh ta không có quan hệ huyết thống với cô. Điều đó có nghĩa là dòng máu của chủng tộc Vulcaner có thể đã kết thúc với cái chết của Kuma. Đã có vô số giả thuyết cho rằng Bonney là bản sao hoặc vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng không ai có thể ngờ rằng cô ta lại mang trong mình dòng máu quý tộc thế giới. Kuma đã nuôi nấng Bonney từ khi cô còn nhỏ nên không rõ liệu cô có biết rõ về nguồn gốc của mình hay không. Cô đã liều mạng để cứu Kuma bằng cách thâm nhập vào Marichat, điều này cho thấy rằng cô quan tâm đến bố của mình đến mức nào. Ngoài ra, chương 1098 này kết thúc với việc vị vua Bekori quay trở lại vương quốc Sorbet và gây rắc rối. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể mong đợi nhiều bi kịch hơn nữa sẽ xảy ra trong đoạn hồi tưởng của Kuma. Tin buồn là tuần sau không có chương mới. Trên đây là những thông tin mới nhất về tiết lộ thông tin spoil của chương 1098. Điều bất ngờ là về thân phận của Bonney cũng đã được tác giả tiết lộ. Hãy cùng chờ đợi phần tiếp theo cũng như spoil full về chương 1098 để cùng phân tích kỹ sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.